Mbappe tỏa sáng, Pháp vẫn mất điểm thất vọng trước Ba Lan. Tối ngày hôm qua, theo giờ Việt Nam, Pháp bước vào trận đấu cuối cùng của bảng D Euro 2024 gặp Ba Lan. Với quyết tâm giành lấy vị trí đầu bảng nhằm tránh phải gặp những đối thủ lớn ở vòng 16 đội, Les Bleus vẫn nhập cuộc rất quyết tâm và gây sức ép lớn lên phần sân của Ba Lan. Tuy nhiên, Mbappe tỏ ra khá vô duyên khi liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội 10-10. Trong khi đó, thì Ba Lan dù đá thấp nhưng vẫn có được những pha phản công nguy hiểm. Nếu nắn nót hơn, Lewandowski hoàn toàn có thể đưa được bóng vào lưới đội tuyển Pháp ở những phút cuối của hiệp 1. Sau giờ nghỉ, Pháp vẫn là đội thi đấu lấn lướt hơn khi kiểm soát phần lớn thời lượng bóng. Đến phút thứ 56, Kiwior phạm lỗi với Dembele trong vòng cấm và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Từ khoảng cách 11m, Mbappe dễ dàng đánh lừa thủ môn Ba Lan để ghi bàn thắng đầu tiên ở Euro 2024. Có bàn thắng vươn lên dẫn trước, Pháp thi đấu khá tự tin và tiếp tục gây sức ép lên phần sân của đối thủ. Mặt khác thì Ba Lan cho thấy sự lì lợm của họ khi có được những tình huống đáp trả đầy sức nặng. Phút thứ 75, Upamecano phạm lỗi với Skwiderski trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR thì trọng tài đã quyết định cho Ba Lan được hưởng phạt đền. Sau khi thực hiện hỏng cú sút penalty đầu tiên do Maigak di chuyển rời khỏi vạch vôi sớm, Lewandowski được thực hiện lại quả phạt đền. Trong lần thứ hai kết thúc từ chấm 11m, Lewandowski rất điểm hiểm hóc để gỡ hòa cho Ba Lan. Ở những phút còn lại của trận đấu chứng kiến đội tuyển Pháp dâng cao đội hình, đoàn quân của huấn luyện viên Deschamps tấn công áp đảo. Dẫu vậy thì Ba Lan đã phòng thủ rất tốt và bảo toàn được tỷ số. Chung cuộc, Pháp bị Ba Lan cầm hòa 1-1 sau 90 phút thi đấu. Kết quả này khiến Les Bleus kết thúc bảng D ở vị trí thứ hai. Mbappe và các đồng đội sẽ gặp đội nhì bảng E ở vòng 16 đội. Thắng Hà Lan, Áo tạo nên cơn địa chấn tại bảng tử thần Euro 2024. Trận đấu giữa Hà Lan và Áo trong khuôn khổ bảng D Euro 2024 đã diễn ra hết sức gay cấn và kịch tính với 5 bàn thắng được ghi. Mở màn trận đấu, Áo đã có lợi thế dẫn trước từ rất sớm. Phút thứ 7, từ pha phạt góc của Pras, Donny Malen của Hà Lan đã vô tình đá phản lưới nhà khi cố gắng ngăn cản ở cột gần. Tỷ số 1-0 nghiêng về Áo. Hiệp 1 tiếp tục diễn ra sôi động với nhiều cơ hội được tạo ra từ cả hai đội. Đáng chú ý nhất là tình huống ở phút thứ 24 khi Malen bên phía Hà Lan đã có cơ hội đối mặt với thủ môn Pen nhưng lại bỏ lỡ. Phút thứ 40, cả Wimmer của Áo và Depay của Hà Lan đều có những cú sút nguy hiểm nhưng đều bị các thủ môn cản phá thành công. Bước sang hiệp 2, Hà Lan đã nhanh chóng gỡ hòa. Phút thứ 47, Gapo thực hiện một cú cứa lòng đẹp mắt vào góc xa khung thành, san bằng tỷ số 1-1. Tuy nhiên, niềm vui không kéo dài lâu với Hà Lan. Phút thứ 59, Romano Strip đã đánh đầu ghi bàn đưa Áo vươn lên dẫn trước 2-1. Cuộc rượt đuổi tỷ số tiếp tục diễn ra. Phút thứ 76, Memphis Depay thực hiện một pha vô lê ngoạn mục gỡ hòa 2-2 cho Hà Lan. Trọng tài kiểm tra VAR vì nghi ngờ có bóng chạm tay, nhưng cuối cùng thì bàn thắng vẫn được công nhận. Chỉ 2 phút sau, Áo lại vươn lên dẫn trước. Sabitzer tận dụng cơ hội sút tung lưới Hà Lan nâng tỷ số lên 3-2. Ở phút 83, Áo tưởng chừng đã ấn định chiến thắng 4-2 khi Baumgartner ghi bàn. Tuy nhiên thì bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-2 nghiêng về đội tuyển Áo, mang lại 3 điểm quý giá cho họ tại bảng D Euro 2024. Về kết quả này thì Áo sẽ gặp đội xếp nhì bảng F là Thổ Nhĩ Kỳ, Séc hoặc là Georgia trong tư cách đội xếp đầu bảng F. Ở trận còn lại, sau khi hòa 1-1 với Ba Lan, Pháp xếp thứ hai sẽ đối đầu với một trong ba đội là Bồ Đào Nha, Đức hoặc là Tây Ban Nha tại vòng 16 đội. Kết quả Anh 0-0 Slovenia, chiến tích lịch sử. Trận đấu Anh với Slovenia tại lượt cuối bảng C Euro 2024 đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Với kết quả này thì Slovenia đã lần đầu tiên giành vé qua vòng bảng, còn đội tuyển Anh thì có được ngôi đầu. Trước khi bước vào lượt trận cuối, đội tuyển Anh đã chắc suất qua vòng bảng. Nhiệm vụ của họ là chỉ giữ lấy ngôi đầu để tránh gặp đối thủ khó tại vòng 1/8. Ngoài ra thì Tam Sư cần một chiến thắng đẹp để làm yên lòng người hâm mộ. Tuy nhiên thì dàn sao triệu đô của đội tuyển Anh đã không làm được điều đó. Họ kiểm soát bóng vượt trội 76%, tung ra tới 10 cú dứt điểm nhưng chỉ có 3 lần bóng đi trúng đích và không ghi được một bàn thắng nào. Vẫn là một lối chơi nhạt nhòa và bế tắc dù huấn luyện viên Gareth Southgate đã có khá nhiều sự điều chỉnh. Ban đầu ông để Conor Gallagher đá chính thay cho Alexander Arnold ở hàng tiền vệ với bộ ba là Foden, Bellingham và Saka hỗ trợ Harry Kane. Tuy nhiên thì lối chơi của đội tuyển Anh cũng không khá hơn là mấy khi các ngôi sao không có sự kết nối tốt nhất. Tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp 1 là pha sút bóng tung lưới Slovenia của Saka, nhưng người chuyền bóng cho Anh là Phil Foden đã rơi vào thế việt vị. Sang tới hiệp 2, Southgate đã lần lượt tung là Kobbie Mainoo, Cole Palmer
Rudiger hay là Alexander Arnold đá hậu vệ phải và Anthony Gordon vào sân nhưng cũng không cải thiện được tình hình. Đội tuyển Anh vẫn chiếm lĩnh thế trận nhưng các pha phối hợp có nét thì chưa nhiều. Ngay cả trong các tình huống cố định sở trường, họ cũng chẳng thể ghi bàn. Trong khi đó thì Slovenia chủ động phòng thủ chặt và thi thoảng phản công khi hàng thủ đội tuyển Anh mắc sai lầm. Tuy nhiên thì họ cũng không đủ sắc bén để tạo nên bất ngờ. Trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Kết quả này cộng với việc Đan Mạch và Serbia cũng hòa không đều giúp cho đội tuyển Anh có được ngôi đầu bảng C, trong khi Slovenia có lần đầu tiên vượt qua vòng bảng của một kỳ Euro. Kết quả Đan Mạch không đều Serbia, tạm biệt Serbia. Không có bàn thắng nào được ghi ở trận Đan Mạch với Serbia tại lượt cuối bảng C Euro 2024. Kết quả này khiến cho Serbia chính thức bị loại khi kém Slovenia và Đan Mạch một điểm. Đan Mạch là đội kiểm soát bóng tốt hơn trong phần lớn thời gian của trận đấu, có thời điểm lên tới 65%. Tuy nhiên, họ đã tỏ ra quá bế tắc trước hàng phòng ngự của Serbia. Đan Mạch chủ yếu tung ra những cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng mà cả Højbjerg, Jonathan Wind rồi Eriksen đều dứt điểm quá thiếu chính xác và không tạo ra quá nhiều nguy hiểm với khung thành của Serbia. Với Serbia, họ chủ yếu phòng ngự từ xa với những pha quay bắt và phạm lỗi từ rất xa khung thành của Jakovic nhằm đảm bảo 100% an toàn cho mảnh lưới đội nhà. Cũng chính bởi phòng ngự quá chủ động, Serbia cũng không thể dồn sức cho tấn công. Mitrovic tỏ ra quá đơn độc ở tuyến đầu và luôn ở trong tình trạng phải đói bóng. Trận đấu cứ thế trôi đi và khép lại với tỷ số không đều. Kết quả này giúp Đan Mạch giữ được ở vị trí thứ 2 bảng C, trong khi Serbia chính thức bị loại khi đứng bét bảng với chỉ 2 điểm. Mbappe lăng mạ Lewandowski. Tiền đạo Kylian Mbappe bị tố đã lăng mạ Robert Lewandowski là chó đẻ sau khi bị vung tay vào mặt ở trận Pháp hòa Ba Lan tại Euro 2024. Phút 87, Mbappe tranh chấp từ phía sau Lewandowski. Đúng lúc này, tiền đạo Ba Lan giang tay ra và đập vào mặt thủ quân Pháp. Tân binh câu lạc bộ Real Madrid phải ôm mặt nằm sân một lúc, sau đó kéo mặt nạ lên cao rồi nói: "Thằng đó đúng là chó đẻ", theo báo Pháp Foot Mercato. Mbappe bị vỡ mũi ở trận ra quân Euro 2024 gặp Áo, chấp nhận không phẫu thuật để tiếp tục chơi tại giải. Với mặt nạ bảo hộ, anh chỉ nghỉ một trận trước khi trở lại đá chính cho Pháp gặp Ba Lan. Đây có thể là lý do khiến tiền đạo 26 tuổi nhạy cảm hơn với những tác động lên mặt anh. Mbappe mở tỷ số cho Pháp từ quả phạt đền, nhưng Lewandowski cũng gỡ hòa với một cú sút 11m. Ba Lan rời giải với một điểm, trong khi Pháp đánh mất đỉnh bảng D vào tay Áo, đồng thời rơi vào nhánh khó ở vòng knock-out với Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Xung đột giữa Mbappe và Lewandowski dự kiến sẽ khiến truyền thông Tây Ban Nha tốn thêm giấy mực. Đội trưởng Pháp là ngôi sao mới của ngân hà Real Madrid, trong khi thì Lewandowski đang chơi cho Barca. Hai câu lạc bộ này là kình địch tại La Liga và các cầu thủ của họ cũng thường không ưa nhau. Mbappe cũng chỉ vừa giải tỏa cơn khát ghi bàn với pha lập công đầu tiên tại các kỳ Euro, trong khi thì Lewandowski trở thành cầu thủ thứ 3 trong lịch sử ghi bàn ở 4 kỳ sau Cristiano Ronaldo, Luka Modric. Sau trận, khi thấy Lewandowski tiến đến bắt tay, Mbappe cũng nói gì đó với đàn anh. Ronaldo chạy nhanh nhất ở tuổi 39. Siêu sao Cristiano Ronaldo lập kỷ lục cá nhân về tốc độ tối đa ở một vòng chung kết Euro khi góp mặt tại kỳ giải năm nay. Trong khi hai trận đấu đã qua tại Euro 2024 gặp Séc và Thổ Nhĩ Kỳ, Ronaldo đạt tốc độ tối đa là 32,7 km/h, đứng thứ 5 trong đội sau Rafael Leao, Nuno Mendes, Pedro Neto và Diogo Jota. Tuy nhiên, đây lại là thông số tốt nhất của siêu sao 39 tuổi kể từ khi UEFA bắt đầu thống kê tốc độ tại giải 2012. Trong 3 kỳ trước đây, tốc độ tối đa của Ronaldo tại Euro lần lượt là 32, 29,1 và 29,7 km/h. Điều đó có nghĩa là ở tuổi 39, anh chạy nhanh hơn cả khi 27 tuổi tại Euro 2012. Trong khi đó, thì trung vệ Pepe đạt tốc độ tối đa là 33 km/h tại Euro 2012, cao nhất Bồ Đào Nha, nhưng giảm xuống còn 31 km/h ở kỳ này ở tuổi 41. Tại Euro 2024, cầu thủ đang có tốc độ tốt nhất là tiền đạo Vatelin Mihaila của Romania với 35,8 km/h, sau đó đến Dan Nidoy của Thụy Sĩ 35,6 và Rasmus Højlund của Đan Mạch với 35,5 km/h. Kylian Mbappe mới đạt tốc độ 35 km/h, chỉ đứng thứ 7, còn Ronaldo đứng ngoài top 100. Huấn luyện viên Italy nghi có gián điệp trong đội. Khi đấu Croatia hôm qua, huấn luyện viên Luciano Spalletti chọn sơ đồ 3-5-2 với cặp tiền đạo là Matteo Retegui, Giacomo Raspadori thay vì hệ thống 4-3-3 đã sử dụng trước Albania rồi Croatia.
Sau khi trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1, nhờ bàn gỡ hòa của Mattia Jaccani ở phút bù giờ cuối cùng, Spalletti nổi cáu trong họp báo vì được hỏi về thay đổi đội hình này. Huấn luyện viên đội tuyển Italy cho rằng đã có cầu thủ hoặc một thành viên nào đó trong đội đã làm rò rỉ thông tin về chiến thuật của đội, nên lựa chọn của ông được truyền thông Italy đưa từ trước khi bóng lăn. Nếu có ai đó nói với các anh về việc tôi điều chỉnh chiến thuật, những kẻ đó đang làm tổn hại đến lợi ích của đội tuyển, tôi sẽ làm rõ việc này với cả đội, Spalletti nói với vẻ tức giận. Xếp hạng đội thứ 3 tại Euro 2024, Croatia bị loại Slovenia lần đầu vào vòng knockout. Sau hai lượt trận cuối cùng bảng C và D tại Euro 2024, Hà Lan và Slovenia đã có mặt tại vòng knockout, còn Croatia chính thức bị loại. Lượt trận cuối bảng D Euro 2024 kết thúc với các kết quả Hà Lan Áo 2-3, Pháp Ba Lan 1-1. Với kết quả này thì tuyển Hà Lan giành được 4 điểm sau khi vòng bảng kết thúc. Trận thua tai hại trước Áo đã khiến họ từ vị trí đầu bảng đã phải xuống hạng 3. Dù có phần thất vọng nhưng thành tích này đủ giúp họ giành vé đi tiếp nhờ là một trong 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất tại Euro 2024. Thành tích của Hà Lan hiện đã tốt hơn so với Croatia 2 điểm bảng B và Hungary 3 điểm ở bảng A. Hà Lan chính thức đi tiếp nhưng cần chờ kết quả những bảng đấu còn lại để xác định đối thủ. Trong khi đó thì kết quả lượt trận cuối bảng C là Anh Slovenia 0-0, Đan Mạch Serbia 0-0. Slovenia là đội về đích ở vị trí thứ 3 của bảng đấu này. Họ bằng điểm với Đan Mạch có công hiệu số 0 và bằng cả điểm Fair Play nhưng xếp ở vị trí thứ 3 vì có thứ hạng tại vòng loại thấp hơn. Dù vậy thì Slovenia hiện tại đã nằm trong nhóm 4 đội hạng 3 đi tiếp. Họ có 3 điểm xếp trên Croatia, 2 điểm ở bảng B. Đồng thời họ cũng vượt qua Hungary ở bảng A nhờ hơn hiệu số 0 so với -3. Kết quả này cũng đủ để Jan Oblak cùng các đồng đội làm nên lịch sử lần đầu tiên vượt qua vòng bảng ở một kỳ Euro. Ở chiều ngược lại thì Croatia đã chính thức bị loại. Đoàn quân của huấn luyện viên Zlatko Dalic chỉ có được 2 điểm sau 3 trận, hiệu số -3. Họ không còn khả năng chen chân vào nhóm 4 đội có thành tích tốt nhất. Tới thời điểm này đã xác định được 2 trên tổng số 4 đội hạng 3 giành vé đi tiếp. Lượt trận cuối các bảng E và F diễn ra vào khuya ngày 26 và rạng sáng ngày 27 tháng 6 sẽ giúp xác định 2 đại diện còn lại.